Cô dâu 62 tuổi bị chồng trẻ chửi thẳng mặt vì đùa giỡn với tính mạng, không biết là con người hay con gì nữa. Cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ thường xuyên livestream giao lưu với cư dân mạng để chia sẻ về cuộc sống, cũng như cập nhật những tin tức nóng hổi của cả hai. Vừa qua, trong clip livestream mới nhất của mình, chú rể Hoa Cương là người giao lưu chính với cư dân mạng vì cô dâu Thu Sao còn đau do mới phẫu thuật nên chưa thể nói nhiều. Trong đoạn clip, chú rể Hoa Cương đã lên tiếng trấn an mọi người, không nên lo lắng khi thấy Thu Sao mặt bị sưng như biến dạng. Theo Hoa Cương, bà xã vẫn còn hơi đau, nhưng khoảng vài ngày nữa là đi vào ổn định. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong đoạn livestream này là khán giả bất ngờ khi thấy Hoa Cương tỏ sự tức giận và chửi thẳng mặt vợ mình là cô dâu 62 tuổi. Trong lúc đang giao lưu cùng mọi người, Hoa Cương phát hiện bà xã Thu Sao đang đắp mặt nạ bằng một thứ gì đó màu vàng. Thấy vậy, Hoa Cương quay ra mắng vợ té tát vì khuôn mặt vừa phẫu thuật chưa lành, đã vội vàng đắp mặt nạ. Lo sợ vợ bị biến chứng nhiễm trùng, Hoa Cương tỏ ra tức giận nhắc nhở vợ không được đùa với tính mạng và sắc đẹp của mình, phải đợi khi nào lành mới được đắp mặt nạ. Đắp vào trán không được đắp vào người, nguy hiểm. Nói không biết nghe hả, không biết là con người hay con gì nữa, ngang như cua, từ giờ cấm vợ xem điện thoại, cấm vợ nói chuyện. Hoa Cương tức giận mắng vợ. Dù mắng vợ nhưng có thể thấy Hoa Cương đang rất lo lắng cho vợ. Trong suốt thời gian cô dâu Cao Bằng phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa Cương đã luôn bên cạnh chăm sóc chu đáo. Cuối clip, trước những lời chỉ trích của một số người, Hoa Cương lên tiếng, các bạn không thích thì đừng xem, đừng làm tổn thương người khác, hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nói gì hãy nghĩ trước. Cách đây không lâu, cô Thu Sao tiết lộ vừa trải qua một cuộc đại phẫu trên gương mặt để níu kéo thanh xuân, nhìn trẻ trung hơn, căng da mặt xóa đi những nếp nhăn của tuổi tác. Cô Thu Sao cho biết, đã là phụ nữ thì phải biết làm đẹp, ai thấy sao kệ họ, miễn tôi hài lòng là được, tôi sẽ tiếp tục thẩm mỹ, đến khi nào đẹp thì thôi, đến cuối đời tôi vẫn muốn làm đẹp.